nhà sao tan đi bao đôi nghèo, thằng này đến thằng này đến đem bao nhiêu em thương trang quà, thằng này đến thằng này đến đâu anh. Vậy là sáng nay bán cho bao người mua làm gì đó chị mà à, đưa lọc cái nhà trời ơi chị đó hả dạ. Tết mình làm gì đang đưa lọc dạ, nhà hả nhà. Em tin em tươi nói ai cho bao lời yêu cứ thấy ta thích lâu rồi mà sao anh không quay chờ cái tập tục đang nổ à chị Xuyến dạ lọc cái nhà nè năm nào mình cũng làm vậy chừng hả chị Xuyến dạ năm nào cũng bông hoa gì nè lặng mà lọc nó vô nhà lọc vô nhà nha lọc phà vô nhà nè bông hoa vô nhà nè đó dạ nè mình hết lọc rồi mình đem vô nhà mình nè lọc nó nha rồi sao rồi sao dạ lùa vô nhà nè mấy con lùa này nè đó tiền tới tiền tới tiền vô tiền vô tiền vô như nước nè tiền vô như nước không hoa đà mà tiền ra nhỏ giọt thì cà phê phin nè được không được không quá được luôn được ha nhảy cái điệu lùa tiền tài vô coi nhảy cái điệu lùa tiền tài vô nè còn tiền vô nha dạ thằng tài đến thằng tài đến số tan đi cho muôn nhà số tan đi bao đôi nghèo thằng tài đến thằng tài đến đem bao nhiêu em thương trang quà thằng tài đến thằng tài đến đúng không anh. Vậy là sang năm là năm nay chắc lộc tới đầy nhà luôn quá chị Xuyến. Một nhà tiền luôn. Hôm nay công nhận lộc chứ này là vô đầy nhà luôn đó. Hôm nay là nhà chị Xuyến một nhà tiền luôn. Tới nhà mà cắt được nhà biệt thự luôn. Dạ. Xé ra, xé ra, xé cái bọng ra, xé ra. Xé ra rồi gãi vô, ừ tiền mới vô được. Ừ, đó tiền vô, tiền vô. Ừ. Ừ, tiền vô. Ba đây. Ừ. Mừng năm mới luôn nè. Tiền vô, tiền vô. Năm nay lộc quá thì vô rồi. Quá rồi coi nè. Đó, lộc không nè cả nhà đó. Chị Xuyến là mê nè. Rước lộc vô nè. Đem vô thì tan đĩa. Hồng chừng tết năm nay là chị Xuyến chúng lục đất thiệt à. Quá ơi lọc quá trời lọc lá đầy nhà rồi. Có anh nào thương em không? Có anh nào em đang cô đơn nè. Có anh nào? Có anh nào không? Gì trời? Mẹ mày đưa lọc lá vô sách bị đâu nha. Đi ra lát tao tiền. Tôi với số. Gắt bỏ không đi. Dạ. Bỏ không đi. Ủa mà. Rồi 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 gãy ra xé ra gãy vô. Ừ, lọc quá vô. Trời ơi. Ừ, lọc mà. Ừ. Kiều Hữu ơi. Kiều Hữu ơi ra lụm lọc mà. Chị Xuyến ơi, chị Xuyến kéo mấy cái đồ này nè qua đây mới được nè chị Xuyến ơi. Trời ơi. Trời ơi. Kéo mấy đồ này qua đây mới được. Đó, đó, đây nè. Sạch không nè. Đâu có để vô tô không con lấy ra nè nha. Mấy ngày chị Xuyến còn dư nè. Dạ. Ừ. Không biết nè. Trời ơi, mấy cái đứa sao đây nữa nè. Cắt luôn đi. Quá trời. Rồi. Không phải, cái này chắc tốn 2 chậu quả hướng dương nữa quá. Quả hướng dương 70 ngàn đấy. Vừa tới Tết, chân bông rủi hết rồi. Bởi vậy nè. Gãi trước cửa gãi trước cửa phòng hủ miếng kìa cho hủ nó hên. Ừ. Ừ, gãi vô ngay trước cửa phòng hủ á. Ừ, hủ ơi. Ừ. Ham ngủ Tết nhất nằm ăn ngủ hoài.
gãy ngay cửa phòng luôn. Lọc lá đúng luôn rồi đó. Trời ơi, quá rồi. Ừ, gãy trước cửa phòng luôn. Chị lấy bao đi, mua bao nhiêu cái bao trong nhà, lấy ra hết đựng tiền nha. Mẹ nói con nghe không? Viết đi, chậm mình còn nhiêu cái bao. Gãy nhiều nhiều vô. Năm nay là quá rồi, quá trời lọc lá luôn rồi. Có nhờ ai vô sông đất không? Từ nãy giờ mới hé. Hả? Bây giờ cũng chưa biết nữa, ví dụ tới cái ngày đó ai đó thì mình... Ôi, ông đại gia nào không ghé nhà mình. Ừ. Đi xe hơi xuống kìa. Dạ. Ông đại gia đi xe xuống sông đất kìa. Sông đất quá gì hả? À, nãy mình chở đi nó bị ngăn rất là bỏ. Rồi bây giờ vô trong người coi gãi trong nhiều chưa? Dạ. Vô nhà đây, đây. Ừ. Trời ơi, ơi sao ghét đây. Chưa có đều, chưa có đều, chưa có đều. Lọc quá trời lọc rồi. Trời ơi, dữ rồi. Dữ rồi. Thôi để lọc nha, đừng có dẹp nha. Dẹp là hết lọc đó. Hôm nay là nó thì cũng phải nói quan với các bạn. Ừ. Dạ. Nói, mình không phải chờ anh để mình ăn không hết. Ừ. Mà mình tính toán được rồi mình ăn cho con. Ừ. Đúng không em? Đúng đúng. Nè, Tết hôm nay chị mời mấy anh chị. Ủa, chị hôm nay chị có điều ước gì rồi cho Tết thì chị ước luôn đi. Điều ước cho Tết nha. Ừ, điều ước gì? À, điều ước. Cái đứng nha. Điều ước hôm nay con cầu xin lên trên trời Phật, chính con trời nào thiên Phật độ cho chú Tân An Giang, anh chị em, cô bác và trẻ lớn là được nhiều điều may mắn, dạng sự như ý, tiền vàng vô cá khí là niềm ước vui. Muốn gì trong sở thích mình thì cầu xin lên trên độ cho mình y như sở nguyện mình thích, mình gái sẽ được. Cái đó là chị ước cho gia đình mình hay cho ước cho mọi người? Mình ước cho mọi người luôn, nhà mình sao luôn. Sao mình không ước cho gia đình mình? Dạ. Mình không ước cho gia đình mình sao? Thì mình cũng ước cho trời Phật độ cho gia đình mình. Có ước trúng số không? Có này có ước trúng số không? Có. Mấy tấm? 28 tấm gì cũng được. Giải gì? Giải cái gì? Giải đặc biệt á. Giải 30 triệu hay gì? 2 tỷ. À, nếu mà đặc biệt thì nó im hơn. Mình xây nhà, cắt cửa lên tường. Ở nhà mình đang còn ở nhà cây. Rồi thôi chỉ chúc Tết mọi người nhân dịp Tết đến xuân về sao? Dạ. Nhân dịp Tết đến xuân về em chúc bà con cô bác một năm mới là dạng sự như ý, thành công tốt đẹp. Ừ. Dạ. Nhận cái bông nhân thọ đi. Quá trời lọc lá nhà chị xuyến bữa nay rồi. Cho chị là hồi nãy là chị luyện lọc vô nhà đó. Dạ. Năm nay sẽ tiền vô là đầy bao nha. Dạ. Đầy nhà. Đầy nhà luôn. Vô đầy nhà là rồi lấy bao đi đựng luôn. Dạ. Ừ. Rồi hát bài đi, hát bài. Dạ. Xứng dạ. Tìm vô như nước sao bà. Xuân đã đến bên em, giáng sinh tuyệt vời. Xuân đã đến bên người, xin ngài cùng em vui xuân. Còn nhớ phút giây gặp gỡ, chiều xuân nó sắp hồn. Hậu. Xuân gió xuân nồng cháy, để cho môi em ngỡ ngàng mang hạnh phúc cho đời nhớ là liều mà say đắm cho người khi về đừng quên nghe em. Hay quá mẹ ơi, mang hạnh phúc cho đời nhớ nghe em yêu mang say đắm cho người khi về đừng quên nghe em. Hay quá. Trời năm nay sao lạnh quá, lạnh về chưa cực mà nước đá. Lạnh gì không phải lạnh ngoài da, mà lạnh thảm thương mẹ vợ hủ chưa có chồng. Đêm đêm nằm ngủ cái phòng không, thấy cái lòng của mẹ vợ lạnh lẽo mà làm sao nghe không. Con thích như mình ngủ kế canh tư cày, ngủ nửa chừng, ngủ nửa chừng con mỗi ư con có xúc từ. Hay quá, gãy hay quá. Mùa xuân này về trên quê ta, khắp đất trời biển đồng lòng, cây xanh tươi ngã lá chỗ hoa, chào mùa xuân về với mọi người. Giờ này là 2 giờ trưa mọi người. Thành phố hồ chí minh quê ta,
xếp lên thiên anh hùng cha, thiên anh hùng cha ngàn năm sang trói lưu nhân đến muôn đời. Thành phố Hồ Chí Minh năm nay mùa xuân về gặp bóng cờ bay, nước thêm trong dòng sông bên nghe, chờ thêm đông chờ vui bến thành. Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh quang vinh, ôi hạnh phúc biết bao, bao năm vẫn đợi chờ mà niềm vui đến bất ngờ. Ngày đi như trong đêm mơ, tôi lắng rồi mà như ngây thơ. Ôi ta đang đi đi như đường hoa, hay ta đi như gừng cờ. Hay quá, hay quá. Bây giờ Thanh Liên cũng xin phép được tạm dừng video tại đây nha cả nhà. Cả nhà nhớ đăng ký kênh ủng hộ giúp cho Thanh Liên Long Xuyên cũng như là Long Xuyên TV và các fanpage của Thanh Liên Long Xuyên Vlog nha cả nhà. Xin chào tạm biệt cả nhà nha.